Rồi, xin chào các bác nhé. Tôi là Tính, tôi đang công tác tại Hyundai Trường Chinh Sài Gòn. Đây là con Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu premium, bản cao cấp nhất đó các bác. Và là màu xanh. Thì bên tôi đang có sẵn cái phiên bản như thế này, màu xanh, giao ngay cho các bác luôn, giao ngay nhé. Thì Santa Fe nó đang bị khan hàng đó các bác. Gần như các bác đi kiếm xe để giao ngay là cực kỳ hiếm luôn. Thì bên tôi đang có sẵn một con máy dầu màu xanh bản cao cấp nhất, giao ngay cho các bác. Còn nó giống như thế này nè. Con này là bán rồi, để đây là chuẩn bị giao đấy các bác. Thì tôi chỉ mượn con này để quay giới thiệu cho các bác thôi. Các bác muốn mua cái phiên bản này, bản máy dầu cao cấp nhất màu xanh giao ngay thì cứ ghé qua bên tôi nhé. Hoặc là alo cho tôi theo cái số trên tiêu đề đấy, tôi sẽ hỗ trợ cho các bác. Bản máy dầu là bản mắc tiền nhất đấy. Mâm 19 inch có cảm biến áp suất lốp. Nội thất là màu da nâu nha các bác. Da nâu đỏ. Loa Harman Kardon. Thì tất cả phiên bản nó đều là loa Harman Kardon, đều là da như thế này cả. Ghế này mình có thể ngã ra thêm một xíu nữa nhé. Đây là chưa phải là mức ngã tối đa đâu. Cửa gió, cổng sạc, cửa sổ trời toàn cảnh. Ô, xe của em hả? Dạ không ạ. Ồ, em cứ làm gì thì làm đi. Dạ. Không sao đâu. Xe này ngày mai là khách đến lấy đó các bác. Bản máy dầu 2.2. Đây là động cơ mới nha, hatchback dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Các bác thấy là hai cái ô phía sau nó tối màu ha. Nhà máy đã làm cho nó tối màu rồi. Phía trước thì nó trong hơn. Thì nếu như mình dán phim vô á, thì phía sau này nó tối om luôn. Và nó còn có cái rèm này nữa nè. Đây. Thì giúp cho cái người ngồi bên trong tạo được cái sự riêng tư. Các bác nghe cái tiếng đóng cửa nó rất là chắc ha. Rất là đầm. Nhớ ghế hai vị trí này. Cái gương này hay nha, khi các bác cài số lùi á, thì cái gương tự động nó cụp xuống dưới để các bác lùi xe nó an toàn hơn. Chỉnh điện 14 hướng, bên kia là chỉnh điện 10 hướng. Để tôi mở đèn đóm lên cho các bác xem ha. Đây, các bác có thấy cái HUD không nhỉ? Không biết có thấy cái HUD không? Đây. Đây, HUD lên cánh lái này, các bác thấy không? Đó, số cái thông số. Còn đây là cái màn hình tablo ha. Cái màn hình này cái giao diện mới có thể đổi được nha. Đổi theo kiểu nào mà các bác thích thôi. Cái này thì nó sẽ thể hiện là phân bổ lực kéo này các bác. Ví dụ khi mình chạy đó, nó dẫn động cầu trước hay cầu sau nhiều hơn, mình nhìn ở đây mình sẽ thấy ngay. HUD này mình có thể bật tắt được. Màn hình này nó chia vùng ra, có bản đồ tiếng Việt này. Có Apple CarPlay, có Android Auto cho các bác, có hết ha. Cần số điện tử. Ở đây là có cả làm mát ghế, có sấy ghế. Rồi có sấy vô lăng. Con này có tới 7 chế độ lái ha. Bên này thì tôi đang chuyển là 4 chế độ lái này. Còn 3 chế độ đi địa hình là bên này. Chỉ có bản máy dầu, bản 2 cầu thì nó mới trang bị tới 3 chế độ bên này. Các bác thấy đỏ đỏ chính là đèn nội thất đấy. Bọc da hết. Sạc không dây các kiểu. Con này nó ngoài cái chìa khóa cơ này ra, nó còn một cái chìa khóa bằng thẻ nữa nha. Thì khi nào các bác mua xe sẽ được giao, được tặng thêm cái gì đấy. Để ra ngoài cho các bác xem. Bây giờ thử cài lùi cho các bác xem cái gương nha. À, cái này do chưa set up các bác. Sorry các bác.
Khi nào mà set up xong á thì cài lùi là cái gương nó sẽ gục xuống đấy. Có cảnh báo điểm mù thế này các bác. Bản này là có đèn pha thích ứng nè, có phanh chủ động cho các bác, rồi có hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lịch làn đường, camera 360 nè, nằm đây nè. Đó. Rồi hỗ trợ lùi khi có phương tiện cắt ngang. Rất nhiều thứ, khóa an toàn thông minh, nhiều lắm. Bên tôi thì đang có phiên bản này giao ngay màu xanh, bản máy dầu cao cấp nhất màu xanh giao ngay. Các bác cần thì cứ alo cho tôi nhé. Cảm ơn các bác.